Dạ, và sau đây Quỳnh Như cùng với hai nam nghệ sĩ Tấn Dương sẽ mến tặng đến tất cả quý vị trích đoạn tình nguyện của cô, mời tất cả quý vị cùng nghe. Yeah.
tôi ta thấm tươi buồn đời không nhòa, dù không ba cũng không sợ chồng cách xa. Người thương ơi quyết tâm mẹ nguyện một lòng, dù mới cách xa cũng không thể buồn. Đàn ơi đau xót chỗ ta là gác gió mất tay quay lành cả thơm qua những con hương già ngàn năm không.